vào giữa một con phố mát mẻ như vậy, một cái kiến trúc là tân cổ điển, thì cảm giác con người mình giống như thả hồn vào với thiên nhiên, một cái dự án gọi là trang hòa với thiên nhiên và trở về cân bằng với cuộc sống. Trang Đoàn có mặt tại nơi đây thì cảm giác của Trang Đoàn như thế nào? Mình giống như là đang ở trong một thành phố châu Âu thu nhỏ vậy đó. Nói đến thành phố châu Âu thu nhỏ thì hôm nay Phước Sử và Trang Đoàn sẽ cùng giới thiệu đến quy trình một dự án Glacia Candy, là một dự án nhà phố mà được rất là nhiều người là yêu thích trong thời điểm hôm nay. Đúng, chính xác. Thì Trang Đoàn có thể là bật mí cho khách hàng biết được là tổng quy mô của dự án là bao nhiêu và bao gồm những bao nhiêu căn không? Với The Glacia của mình là có 4,3 hectare với 176 căn nhà phố liền kề, đặc biệt trong đó mình có 20 căn đặc biệt ha, và 156 căn nhà phố liền kề. Ngày hôm nay Phước Sử và Trang Đoàn sẽ đưa ra những lý do mà để quý chị có thể lựa chọn cái dự án Glacia Candy. Đó là lựa chọn là chủ đầu tư Candy. Lý do thứ nhất mà Trang Đoàn muốn giới thiệu đến quý chị đó là về chủ đầu tư, là một cái chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế khá lớn và có khá nhiều cái dự án mà đã triển khai cho quý vị khách hàng ở đây, và được lựa chọn đây là một cái dự án cực kỳ tuyệt vời và mang đến cái sự trải nghiệm hài lòng cho khách hàng. Rồi bây giờ mình có thể ngồi lên xe này đi Trang Đoàn ạ, để mình có thể di chuyển qua một vài đoạn á. Thì theo như Trang Đoàn nói thì cái chủ đầu tư này có phải là sự hài lòng của khách hàng và có được đánh giá là những chủ đầu tư uy tín và tin tưởng hay không? Với Khang Điền thì sự uy tín đã được rất là nhiều khách hàng biết đến. Đó, đầu tiên không thể không nói đến đó là pháp lý. Pháp lý tất cả các dự án mà Khang Điền đã và đang triển khai thì rất là tốt. Tuyệt vời. Quý anh chị, những khách hàng bạn đã sở hữu những cái dự án tại Khang Điền thì chắc hẳn sẽ đưa ra một lý do. Khang Điền là một nơi gọi là bàn giao những cái liên kết thiết kế cực kỳ đẹp, và đặc biệt những cái căn nhà ở nơi đây thì sẽ là tâm điểm để cho quý anh chị có thể là đầu tư và nước sống và có thể là an cư lạc nghiệp luôn. Và cái lý do thứ hai mà Phước Sử muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là trong thời gian gọi là trải qua rất là nhiều biến cố của tình hình bất động sản, nhưng mà Khang Điền là một cái dự án mang đến cho quý anh chị nhiều cái sự hài lòng cực kỳ tuyệt vời. Đó là một cái chính sách gọi là bàn giao những cái giấy tờ pháp lý chuẩn chỉnh từng dự án cho khách hàng. Đúng rồi. Và tiếp theo mà để nói đến Khang Điền, người ta thường đánh giá về xây dựng thì luôn luôn Khang Điền luôn luôn bàn giao trước tiến độ xây dựng. Và những cái mẫu nhà, những cái liên kết thiết kế và đặc biệt những cái độ cao trần ông Trang Đoàn mang đến cho quý vị một sự trải nghiệm. Và ở nơi đây khi mà sự hài lòng nó đạt đến đỉnh cao rồi thì về Khang Điền thì là một cái lựa chọn nơi là nhà cao và cửa rộng. Và một điều nữa mà Trang nghĩ rằng tất cả các khách hàng khi lựa chọn Khang Điền thì sẽ cảm nhận được rất là sâu sắc, đó là quá trình sau bàn giao. Tức là trước khi đúng, chính xác là khi mà bàn giao cho khách hàng thì Khang Điền luôn chăm chút sau khi cư dân về ở. Rồi, nói đến Khang Điền thì quý vị sẽ hình dung và biết được chủ đầu tư Khang Điền tạo dựng một cái cộng đồng cực kỳ tinh anh, một môi trường sống, một môi trường sống đẳng cấp. Lý do tại sao khách hàng đưa ra những cái lời phát biểu như vậy thì Trang Đoàn có thể là cụ thể cho quý vị khách hàng là vị trí của Phước Sử và Trang Đoàn nhận đứng thì chủ đầu tư đã triển khai những dự án nào rồi và bàn giao và cư dân vào ở như thế nào rồi. Và đối với Khang Điền thì đã triển khai hơn 20 dự án, và những dự án lân cận ở khu Glacia của mình như là Mega Ruby, Mega Residence, Mega Sapphire, Sapphira thì ở cụm khu dân cư này đã có rất đầy dân cư về ở rồi. Khá tuyệt vời. Và bây giờ Phước Sử và Trang Đoàn hãy cùng đi lại để ngắm lại những cái tiện ích thôi. Thì đó là một cái lý do nữa đó Trang Đoàn, đó là tiện ích.
ở đây những cái tiện ích mà bàn giao cho quý vị khách hàng là gần như là song hành và bàn giao ngay khi mà quý vị ở nhận nhà. Thì những cái tiện ích mà quý vị nhìn qua những cái nét và những cái video mà Phước Sửu và mọi người đang quay, đó là một cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp. Trang đã có thể liệt kê những cái tiện ích mà để cho quý vị khách hàng sở hữu và chiêm ngưỡng cái dự án này được hay không? Ở bên trong dự án The Galaxia của mình thì có sẵn ngay một hồ bơi tràn, một hồ bơi tràn bờ. Tiếp theo mình sẽ có những cái công viên bao bọc ở trong khu của mình. Rồi, quá tuyệt vời. Như nói là những cái phòng game xịn sò. Và đặc biệt có một điểm nhấn đó là Sky Tennis. Yeah. Đây, một cái hình ảnh playcam để cho mọi người thấy được cái Sky Tennis nó đẹp như thế nào. Đây là một cái điểm nhấn và cái điều khác biệt mà chủ đầu tư Khang Điền cụ thể là cái sản phẩm Galaxia này mang đến cho quý vị khách hàng để một cái sự trải nghiệm và một cái điểm chiều không? Đọc lại. Rất là chiều. Rồi, nói nhắc đến bất động sản khi mà đầu tư thì thứ nhất vị trí, thứ hai vị trí và thứ ba là vị trí. Thì cái vị trí của Khang Điền thì như thế nào? Có phải là một cái tâm điểm để cho quý khách hàng lựa chọn hay không? Theo Trang Đoàn đánh giá. Đây là một trong những vị trí mà nó rất dễ dàng tiếp cận đến các vùng khác. Như là mình về trung tâm, quận 1. Bao nhiêu phút? Trong vòng 15 phút. Rồi, Thủ Thiêm 10 phút. 10 phút. Phú Mỹ Hưng 15 phút. Rồi, di chuyển về sân bay Long Thành 20 phút. Yeah, một cái điểm kết nối cực kỳ tuyệt vời và mang đến cho quý vị khách hàng trải nghiệm. Quý vị là những người Việt kiều hay là những người cần di chuyển đi nước ngoài thường xuyên thì chỗ Galaxia Khang Điền là một cái lựa chọn hoàn hảo cho quý vị khách hàng. Đây, Phước Sửu và Trang Đoàn đang có mặt tại một cái hồ bơi rất là chill luôn. Nơi cái hồ bơi này là thực sự là nơi là trang hòa với thiên nhiên, nơi mà tất cả những cái gì mà hội tụ, nơi một cuộc cộng đồng tinh hoa đang gọi là sinh sống và làm việc tại Khang Điền. Thì có khá nhiều cái lý do mà mình lựa chọn Khang Điền là một nơi gọi là đầu tư lý tưởng như vậy. Còn khá nhiều, nhưng mà Phước Sửu và Trang Đoàn sẽ bật mí ở sau những video sau. Đúng rồi, và một cái bật mí cuối cùng mà Phước Sửu và Trang Đoàn muốn đưa đến cho quý vị và khách hàng, đó là một cái chiếc sách bán hàng bom tấn trong thời điểm này hôm nay. Một cái chiếc khấu lên đến hơn 2 tỷ cho một căn nhà phố. Để có một cái chính sách chiếc khấu như vậy, quý vị phải alo ngay cho Phước Sửu cùng với Trang Đoàn. Để có số lại bên dưới nha. Để lại cho quý vị những cái lời giải đáp cực kỳ tuyệt vời khi mà quý vị lựa chọn và booking đặt mua cái sản phẩm trong thời điểm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã xem kênh và đừng quên like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận những video mới nhất về Galaxia Khang Điền này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.